Vâng, mua bộ karaoke mà có trẻ con cũng khổ ghê các bác nhỉ. Vâng, em đang lắp đặt cho anh Phong ở bên Yên Viên một đôi loa JBL G2000 bản Gold Limited và một con Super Keywords VK2021 và một con đẩy điện vang DSX7. Vâng, bên em đã lắp đặt xong và bàn giao cho anh Phong, rất là cảm ơn anh. Không có chỗ kê mà có trẻ con thì cũng khá là bất tiện, nhưng không sao, vẫn đã có cách xử lý các bác nhỉ. Vâng, chúc anh Phong chuẩn bị đón năm mới sức khỏe và hạnh phúc nha. Được rồi anh ơi. Chẳng lối tiếng buồn chuyện về sự nơi chẳng.